tiểu anh sẽ không tự chủ đại tiện được hết, mình sẽ dẫn. Và khi mà đại tiện mà có mùi á, thì là mẹ mẹ của anh sinh là mới biết, thì mới là giúp anh vệ sinh. Đây đó là bị đầu à, còn đây đó xuống không bị đầu. Dạ, chứng ngay cái bụng, ô cái bụng không, anh em thấy nó chướng á. Vâng, nó dạ, nó cứng cứng à. Đó, đó. Ăn đo nó. Dạ. Là đây không biết đâu gì nữa. Sờ vô đây là không đau luôn. Không còn lễ rồi ha, ấy là không đau. Chỉ là đây đó lên à, bị đau còn dạ đây đổ xuống không biết đâu gì. Từ phần ngực đi lên đầu là mình cảm nhận được. Dạ, còn đâu. Từ cái bụng mà trở xuống cái chân là không. Không biết gì. Như không. Em díu anh là cũng không đau luôn. Mổ đây không biết đâu luôn mà. Bác sĩ. Hi, xin chào mọi người đã đến với kênh Thái Nhà Biển nha. Hôm nay cũng là một video mà Thái muốn chia sẻ đến mọi người, là một video về trường hợp một anh lúc trước là cũng là một nghề lặn, nghề đi biển đi lặn á mọi người, giống như là anh ba, anh tư và ba của Thái vậy đó. Nhưng mà hoàn cảnh nó hơi gọi là éo le mọi người à. Thì trong một buổi đi lặn á, là anh đã bị ép, là bị chấn thương từ cái vùng bụng ở trên á, đổ về chân là anh đã bị liệt nửa người. Nhưng mà hoàn cảnh éo le ở này á, là khi mà anh đi lặn về á, là coi như là cuộc hôn nhân của anh á, bị tan vỡ. Và kèm vào đó á, là củ cải đều mất hết luôn. Tất cả mọi thứ là rơi vào một hoàn cảnh cực kỳ là khó khăn ở làng chài Phước Thể Vê Thái. Khi Thái về đây á, là cũng được một tháng rồi. Nên là Thái được ba mẹ cũng như hàng xóm nói là con ơi, nếu con có giúp được thì con ghé lên quay phim anh hay là quay video và truyền miệng đến ai đó, nếu như một mạnh thường quân hoặc là một nhà hảo tâm nào đó có giúp đỡ được anh và gia đình hoàn cảnh nhà anh thì giúp được phần nào, nói chung là cũng tùy vào hữu duyên đó mọi người. Nên là bây giờ là Thái cùng với bạn Minh 86 sẽ vào nhà anh và để hỏi thăm cũng như trò chuyện về hoàn cảnh nhà anh. Giờ mình vào nhà anh nha. Con chào cô. Đây là mẹ của anh. Dạ, chào cô. Dạ. Cô đang làm gì nhờ? Con thấy cô đang hình như là cái này là ở Vê Thái là đang lưới mọi người. Dạ. Đây, để con đeo mic cho cô nha. Đây ạ. Dạ, ok. Đây là mẹ của anh. Anh tên gì? Con quên mất tên. Lê Văn Sinh. Dạ, anh Sinh. Anh Sinh hiện tại là mình vừa lên, anh Sinh là đang ngồi ngoài này để cho mát anh nha. Dạ. Đây là mẹ anh Sinh, mình sẽ tâm sự cùng mẹ anh Sinh một xíu nha mọi người. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô nhỉ? Cô tuổi Thìn. Cô tuổi Thìn. Năm mấy? Dạ, là tuổi Rồng, 50 mấy tuổi, gần 60 mọi người. À, cô đang nghề này là cô đang thuê là đang lưới cho nhà mình cô? Đang ở nhà. Đang nhà cái cô, này. Cô đang ở nhà thì hễ rảnh lúc nào cô đang lúc nấy. Cô cực kỳ dung luôn mọi người. Ủa cô, cho con hỏi thăm cái nghề của mình xíu nha. Thì con là nghề biển, ba con đi lặn, còn nghề lưới thì cô không biết. Cái này mình để dùng làm gì cô nhờ? Dùng lưới. Dạ, đánh lưới cá. Đánh lưới cá. Dạ. Bao lưới chắc là đều nhiều luôn. Dạ. Vậy là lưới này là nhà cô là làm đánh cá. Đánh dạ. Cá. Là bác ở nhà làm hả cô à? Ở nhà làm luôn. Dạ. Đâu có tiền mướn. Dạ, ở nhà mình tự làm. Ở nhà tự làm. Dạ. Thì qua hoàn cảnh con nghe mọi người truyền miệng ở làng mình á, thì hôm nay con cũng sắp xếp thời gian. Thì con cũng muốn có ai đó mạnh thường quân nào đó giúp cho hoàn cảnh nhà mình. Với lại con cũng nghe nói là anh chuẩn bị đi mổ mà không có tiền nữa. Nay con cũng buồn, thôi mà con lên, sắp xếp con lên. Hôm bữa con lên con hỏi thăm gia đình đó là có bác trai, giờ bác trai đâu rồi cô nhỉ? Đi biển rồi cháu à. Bác trai đi biển. Đi biển mới đi á, đi ba cái thúng đi ra đó đi. Dạ, ba cái thúng ra đó đi là đánh cá. Đánh về... đánh cá nên được. Dạ, là chiều vô cô nhỉ? Chiều cỡ 5 6 giờ cũng vô. 5 giờ. Bác đi một mình á. Đi một mình đi. Là bác năm nay bao nhiêu tuổi? Ông tuổi vàng. Tuổi vằn năm nay hình như chắc sáu mấy gần mấy chục sáu mấy gần bảy sáu mấy tuổi rồi mà đi một mình mọi người đi biển mà đi một mình nữa đi vậy cực quá à. Chứ nhà đâu có ai đâu đi đâu, con mình cô ở thì bây giờ này nó ép thì nó về. Dạ, là anh bị lặn ép, lặn ép về nhà cô. Nhà cô ở cũng như anh là... có nhà riêng không cô? Anh có nhà riêng, nó có nhà riêng nữa. Dạ. Hoàn cảnh sao mà anh đi xuống nhà cô ở?
ý là giờ, về cũng như vợ chồng lúc mà nó dị rồi rồi nó mới đi vô chữa vô thiết rồi nó chết thuốc dịch không à, rồi bắt đầu một ngày một đêm nó là liệt luôn, liệt còn cái đầu không là liệt từ phần vai trở xuống chỉ còn lại ý thức thôi. Ý thức thì xong bắt đầu mới chữa ra Nha Trang. Nha Trang là điều trị nữa là tỷ bị tỷ cho nên tỷ không có nổi. Dạ. Phải lúc đó mà không có dịch đó là chữa đi Sài Gòn là đây nó không đến đủ gì. Dạ. Nói chung là một phần mình cũng không có tiền mà một phần hoàn cảnh dịch nữa thì đâm ra là anh sẽ khó khăn về cách điều trị. Dạ. Thì bây giờ về anh đó, tình hình sức khỏe anh như thế nào? Thì lâu lâu cái ống nó cũng nghẹt. Nó cũng nghẹt rồi xong đó là bữa điện Phan Giang, rồi Phan Giang đó, là cô Mỹ mới điện Phan Giang. Biểu bác sĩ gì, bác sĩ cái vết thương như vậy sao? Thì xong đó là cô Mỹ mới nói là thôi để chữa da, rồi mới mổ, mới xúc giữa. Là cái ống đó là để dạch đường tiểu á cô? Đường tiểu, cái ống là đường anh tiểu. Không đại tiện được, không tiểu được, không vệ sinh tất cả mọi thứ đều được, là không bị liệt hết bị đó cô? Bị liệt hết luôn, đâu có đái ỉ cũng không tải chừng nào. Để thúi là mới biểu. Là mình mới biết. Mới biết. Là giúp anh vệ sinh bằng đó, là chỉ có cô chú ở nhà giúp thôi chứ đâu có ai. Đâu có ai đâu, đâu có ai tới rồi đâu. Vợ ảnh là bây giờ hết rồi? Không hết, không có tới. Con rồi, cháu rồi lâu lâu nó tới. Dạ, con của anh cháu, là lâu lâu tới thăm lâu, anh, lâu, lâu chơi tới với rồi anh. Nó cứ ba chiều là về là nó tới. Dạ, giờ này thì mình đang quay á, là buổi trưa mọi người là mấy bé là đi học chưa có về. Nên là giờ là chỉ có cô là mẹ anh sinh. Thì nói chung là con cũng không biết giúp được phần nào hay không. Thì trước mắt thì con sẽ giúp cái phần của con trước để hỗ trợ về việc ăn uống của cô. Ừ, cháu. Dạ. Thì cô ở lại đây rồi cô chăm anh sinh vậy ai đi chợ cho cô? Thì cô cũng có lần gửi làng sớm rồi, trường sớm rồi lại. Dạ. Vì có lần con nhỏ con gái nó xuống nó đi. Dạ. Công việc cô làm cả ngày luôn lắc sắc. Ỉ đái là cô mới có 4 giờ là cô dậy. Dạ, tay chân ơi, cho nó. Mọi người tay chân già cả. Ở bờ dạ, mà lỡ gì vô. Mà đỡ anh sinh nó cũng phải là có sức khỏe mới đỡ được anh tại vì xong là dốc con với cháu vậy mấy đứa em nó mới nói thôi chứ bà má để con cho đắt cho đồ gánh đắt chở đắt đồ là lướt để ấy đồ cho anh đi xi lăng chứ cô bự không có nổi có lần nó quỵ xuống luôn quỵ xuống luôn quỵ xuống luôn là hai chồng quỵ luôn không có ai bự gì thế. Có nghĩa là cái phần đất mà mình đang ngồi á mọi người là lúc trước là nó sẽ xuống, nó ở dưới dốc. Nó sụp dưới thì dốc. Là anh em trong nhà thì là cho tiền để lấy đất vào để cho nhà nó bằng phẳng lên. Để anh xin được đi ra đi vào á, nó không có đỡ phải té. Lúc trước anh bị té á, cho nên là bác không có đỡ kịp anh. Cho nên là bây giờ là mọi người á, là trong nhà á, là phụ được mình cái phần đất này. Mà chỉ là đất thôi mọi người chứ chưa chán thèm luôn mọi người. Chưa chán mấy, thèm mấy luôn. Đứa cháu con mấy đứa cháu dâu á nó cho dạ. Đứa năm tâm thì cô ý là cô lót thèm thôi dạ. Thì xong mới là nó nói thôi để con cho gì lót dạ. Mua gạch mua đồ lót chứ ai lót thèm thì lót rồi ra nó bị xi măng cái đồ nó ấy lỡ đồ dạ. Và bác trai đi cá mực vậy tối vô bác được nhiều tiền cô? Ý là đi bánh bây giờ thì sáng mới dớt còn cháu dạ, sáng mới đi có bữa thì kiếm tâm vài tâm tháng này nó không có nhiều một bắt à một dạ. Bắt thì cũng có bữa kiếm 5-3 tâm 5-7 tâm thì cũng tùy theo có bữa à dù có lần thổi rồi cũng có lắc nổi cháu mệt thì ông mới than ông nói ông gì ông cũng lớn á mà đi biển á mùa cũng mà nhỏ sống con đánh rồi là mùa lớn á cũng mùa sống rồi cũng có đi đánh được cháu gì mấy đứa con rồi nó cho tiền cho đồ rồi đi chi lặn được có rồi cho vài bát tâm này tâm dạ. Thì cô mót dạ. Mót thì giờ tí mua lưới mua đồ về ngồi đương gì này dạ. Giờ mình sẽ ghé qua anh xin cùng anh xin một xíu nha mọi người nha. Cũng có mấy anh trai anh Lạc anh Sạc á là anh của em là anh ruột cũng là cùng nghề với anh và lúc trước á thì là anh Tư em cũng bị ép nữa nhưng mà vô kịp
chưa kịp á, là lễ này nọ cũng phải là mấy ngày á mới hồi phục. Mà giờ em nghe kiểu như là hàng xóm á, truyền miệng á, em cứ nghĩ là trường hợp của anh nhẹ. Nhưng mà cách đây vài hôm em lên thăm anh á, em thấy anh rất là nặng. À, đến nỗi mà phải dẫn nước tiểu như thế này. Này mình sẽ dẫn nước tiểu, anh sẽ không tự chủ đại tiện được hết, mình sẽ dẫn. Và khi mà đại tiện mà có mùi á, thì là mẹ của anh sinh là mới biết, thì mới là giúp anh vệ sinh. Bây giờ anh xin hơi buồn. Anh xin bình tĩnh nha, anh xin bình tĩnh, cố lên. À, giờ em cũng nãy em cũng hỏi thăm mẹ, thì mẹ cũng kể về quá trình đi biển cũng như là sự cố mà anh gặp á. Mà một cái buồn nữa là vợ anh á, anh có thể tâm sự một xíu về đó. Lúc đi nhà tang về rồi vô Sài Gòn xong về đây nó cũng xuống được hai bữa xong tự nhiên đi luôn, không xuống không lên nữa. Có nghĩa là chị rời xa cái gia đình anh là không lý do anh? Thế là con lúc về là con là biểu gia ấy trong ba xô đá, rồi nó ông ấy rồi mới chữ nó là ông à sai mà không đi, mà sao ông ba sai không đi, thì nó khóc, nó chạy về nó bị nó rồi, thì xong bị nó xuống nó làm cho dần nó ông là ngọc là vàng, ông chửi con, rồi xong bà má bà dì hai rồi bà nói thôi mày nói vậy mày đừng có xuống bước vô đây nữa, nó bệnh nó hoạn, nó bây giờ con nó có con, nó giờ nó chữ cái gì mày nói ngọc là vàng. Rồi xong tự nhiên không lên xuống rồi luôn. Dạ. Giờ anh cũng đã bệnh mà hôn nhân của anh cũng là éo le. Thì nói chung là giờ mình phải cố gắng lạc quan anh ha. Dạ, cố gắng lạc quan, cố gắng có sức khỏe để mình vươn lên trong cuộc sống, mình còn lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Mà em nghe nói là chuẩn bị là anh đi mổ. Đi mổ bàng quang lại để cho sốc giữ. Xúc giữ trong đó cho nó khỏi cặn. Dạ. Công việc ăn uống của anh có gặp bất tiện gì không anh? Ăn uống bình thường mà con người nó tê, nó nóng, nó nảy, chịu không nổi. Dạ, mình uống thuốc nhiều quá nó nóng anh. Cũng biết lý do sao. Thì từ đây đổ lên biết đâu rồi, còn đây đổ xuống không biết đâu. Dạ, chủ ngang cái bụng, cái bụng không anh biết. Em thấy nó chướng á. Vâng, nó... Dạ, nó cứng cứng à. Ăn no nó. Dạ. Là đây không biết đau gì nữa. Sờ vô đây là không đau luôn. Không, còn lễ rồi ha, ấy là không đau. Chỉ là đây đổ lên à, biết đau, còn dạ đây đổ xuống không biết đau gì. Từ phần ngực đi lên đầu là mình cảm nhận được. Dạ, còn đâu. Từ cái bụng mà trở xuống cái chân là không. Không biết gì. Như em díu anh là cũng không đau luôn. Mổ đây không biết đau luôn mà. Bác sĩ mổ không biết đau, khỏi chết tốt tê mà. Mình coi cái chân của anh cái chỗ này nè. Nó có nước á. Dạ. Nó bọng nè. Có khi nó sưng rồi có khi nó xìa. Dạ, em thấy nó không bình thường nha mọi người, nó không bình thường. Cái này em nghĩ anh phải điều trị sớm chứ không là bị teo gan. Nếu mà teo gan thì nó sẽ chỗ này nó sẽ teo lại, mình sẽ khó á. Bây giờ cực là cực cho hai bác trai á, bác trai với bác gái á, ốm yếu, nên là giờ mình cố gắng làm sao mình chăm cứu. Mà khổ nỗi là nó rơi vào hoàn cảnh nhà nghèo mọi người. Thì nhà nghèo không có tiền, nhiều khi muốn chữa lắm nhưng mà không có tiền. Nên là khổ cái đó. Đúng không anh? Nhiều khi mình muốn lắm chứ, mình muốn để mình đi lại, đứng lại tiền. Xíu. Anh xin cho em hỏi là anh gặp sự cố bao lâu rồi anh xin? Mấy tháng 8. Tháng 8 bây giờ là gần 3 năm. Mùng 3 tháng 8. Gần nửa năm rồi. Gần nửa năm, dạ. Chắc thời gian đầu anh bị cũng là cú sốc đối với anh đúng không? Rồi vợ con bây giờ không xuống thăm nữa. Thì em nghĩ là giai đoạn này anh sinh sẽ rất là buồn. Nhưng mà cái gì đến cũng đã đến rồi. Thì bây giờ mình tinh thần mình phải lạc quan. Dạ, mình phải vượt lên nghịch cảnh. Dạ, giờ chỉ có bản thân mình thôi. Bản thân mình vượt lên. Và nếu mà hôm nay Thái với em có chia sẻ hoàn cảnh của anh,
mà có duyên được anh chị hay Mạnh Thường Quân nào giúp đỡ anh thì em cũng mong là sẽ góp một phần nào đó để cho anh sinh mình vươn lên. Dạ, tại vì anh còn hai bé nhỏ nữa. Dạ, bốn bé anh. Dạ, em xin lỗi, bốn bé. Lúc đó anh đi biển vô là tự nhiên bị lặn xuống nước sâu á, sao vậy? Bị tên ghia rồi trở vô về. Dạ. Như là cái trường hợp của anh thì như em nhớ không làm nó rất đặc biệt, tới bốn người lặn ép, đúng không anh? Tên ghia ai cũng bị mà bị gì, bị ý là bị nhức nhất à. Dạ, có nghĩa là bốn người bị ép nhưng mà người ta sẽ là độ người ta nhẹ, chỉ nhức chân thôi. Thế là nhức sơ sơ, còn đây là lên tự nhiên lên là bạt tỉnh nằm luôn, luôn không biết gì không? Dạ, là bắt là bạt tỉnh luôn. Có nghĩa là anh sinh á, anh lặn nước sâu, nước mà khi mình xuống nước sâu á thì nó sẽ có lực ép của nước á, cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái những cái dây thần kinh trong cơ thể. Nếu mà lực ép mà nó mạnh quá thì dẫn đến những cái điều không may á cả nhà anh chị. Giờ là cố gắng vượt lên chính mình nhanh nhanh để còn lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Giờ em cũng hoàn cảnh của anh Minh á, em thật sự rất là khó khăn mọi người. Ông bà cũng đã lớn rồi, cũng là 60 đến hơn 70 tuổi rồi, thì đánh bắt cá biển gần cũng gần bờ thôi, nhưng mà bác cũng đã hơn 70 rồi, đồng tiền kiếm nó cũng rất là ít, 100-200 ngàn đồng thôi. Anh sinh á rất là khó khăn luôn mọi người, mà trong khi đó hai bác ở nhà là già lớn nữa. Bác gái đó thì bây giờ cũng đã u hơn 60, bác trai cũng là hơn 70 mà phải đánh bắt nữa, mà một mình bác trai đi nữa, về sức khỏe của bác trai nữa nè, mà lại đồng tìm kiếm vào ở làng biển quê Thái cực kỳ là ít mọi người. Cao lắm là từ 1-300 ngàn là cao, mà mùa Nam này á, là ít cá lắm, từ đây cho đến mùa Bắc mới nhiều. Cho nên là giờ mà để lo cho ông bà rồi lo cho anh sinh nữa, mình nghĩ là thiếu thốn rất là nhiều, đến nỗi mà để mà bù lên cái cát mà lên cái thềm này để anh ngồi thôi á, là cũng đã là sự góp của anh chị em, bạn bè của anh sinh. Còn bây giờ là một cuộc phẫu thuật bàng quang để anh được đại tiện lọc lại đại tiện nước tiểu á, là bữa giờ là không có tiền mọi người ạ. Nên là em hy vọng sẽ gặp được Mạnh Thường Quân nào đó, nhà hảo tâm nào đó sẽ hỗ trợ cho hoàn cảnh anh sinh, cũng như là giúp bác trai bác gái một phần nào đó để anh được ca phẫu thuật sớm nhất. Dạ, tại vì em thấy là anh sinh, cái bụng anh sinh á, nó có dấu hiệu là nó căng, nó chướng rồi. Dạ, thì em cũng mong là sẽ hỗ trợ được anh. Thì hôm nay bạn Thái cũng có một chút tấm lòng muốn gửi đến anh sinh đó cả nhà. Dạ. Thì cũng là một số tiền cũng không nhiều. Dạ, nhưng mà cũng mong là sẽ giúp được anh trong cái thời gian khó khăn, trong giai đoạn khó khăn này. Dạ. Đây em gửi anh nói chung là của riêng em cũng nho nhỏ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Còn mà lỡ mà có ai đó giúp về hoàn cảnh gia đình nhà mình đó bác, thì con sẽ nếu như bác có số tài khoản thì con sẽ gửi số tài khoản lên trực tiếp cho mọi người gửi về. Còn nếu không đó, thì con sẽ lấy tài khoản cá nhân của con thì cho mọi người gửi trường hợp anh sinh bao nhiêu đó con sẽ đem lên gửi cho gia đình bác cũng như là anh sinh. Thì ít nhiều thì em không biết, tại vì đó là tấm lòng của tùy duyên vào các nhà hảo tâm đó anh. Dạ. Giờ chắc con cũng xin phép đi về. Dạ, tại vì cứ nói, cứ hỏi anh sinh thì thật sự anh sẽ rất là buồn luôn, với cô cũng buồn nữa. Thì em với Thái cũng không có muốn nhắc lại nỗi buồn của anh. Dạ. Dạ, dạ. Thì đây là số tiền của Thái là anh có thể gửi ra để cho. Dạ, để em gửi. Đây, em nhờ mẹ đi mua phong bì. Đây em gửi anh 1 triệu để anh ăn uống đi lại. Dạ. Cho em hỏi xíu cái chi phí mà mình đi mổ cô anh, là nó có khoảng tầm bao nhiêu tiền anh? Không chưa biết không? Dạ,
nó có nằm ở đồ khoảng nào không? Không, chưa biết hồi giờ đâu quá. Là mình chỉ nghe ở ngoài bệnh viện Phan Rang điện vào, bệnh viện Ninh Thuận điện vào là có bác tiền sĩ là điện. Gia mổ. Thì bác sĩ điện ra biểu ra mổ để giữ giấy trong đó cho nó khỏi tiết cận á, cho nó khỏi nghẹ. Dạ. Bị cặn á là da lọc lại. Dạ, nhưng mà phải lọc sớm. Là, không là cặn cặn á đúng không? Làm mổ bàng quang lại đó. Bàng quang. Dạ. Là chân phù á luôn mà đâu dạ. Biết đâu đâu. Chân tay phù á luôn. Dạ phù. Đâu nữa nè. Chân phù to. Dạ trời thôi để anh buồn, bác cũng buồn thôi, mình tạm thời mình chào mọi người anh nha. Em chào mọi người nha. Dạ, em chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của Thái Nhà Biển.